Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính Bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải cứu hơn 150 dự án bất động sản. Thông xe cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Giá thuê văn phòng cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh cao thứ 12 thế giới. Cần hơn 76.000 tỷ đồng làm hạ tầng khu đô thị biển Cần Giờ. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ông Võ Thành Khả, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường tại buổi họp nghe kiểm tra tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại 156 dự án của 121 chủ đầu tư trên địa bàn. Theo đó, để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắc nêu trên đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường yêu cầu trên cơ sở phân loại theo đề xuất của Sở Xây dựng tại công văn số 6431 giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có ý kiến phản hồi, thống nhất với Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 5 để Sở Xây dựng tổng hợp hoàn chỉnh trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 5. Lưu ý có ý kiến góp ý rõ về nội dung chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ có quy định thời gian cụ thể. Các đơn vị sở ngành liên quan khẩn trương chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến các kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA đến thời điểm hiện nay. Trong khi đó, tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành, đối với các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bộ ngành trung ương thì khẩn trương báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng giải quyết, đồng thời lập kế hoạch thường xuyên trao đổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật kết quả số liệu các dự án đã được giải quyết tại các sở ngành, đồng thời tách số lượng các dự án không thuộc trường hợp vướng mắc tồn đọng kéo dài mà đang trong quá trình các sở ngành xem xét giải quyết theo quy trình và thẩm quyền, thông tin đến Sở Xây dựng để tổng hợp so sánh với danh mục 156 dự án trên, có văn bản phản hồi chính thức số liệu kết quả hồ sơ dự án đã giải quyết cho HORIA và các doanh nghiệp liên quan được biết với tinh thần chia sẻ và công khai minh bạch. Sở Xây dựng được giao tổng hợp chuẩn bị nội dung để Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc tiếp xúc với HORIA dự kiến vào tháng 6/2023 về các nhóm dự án có vướng mắc, trong đó cần thống nhất với đơn vị về tiêu chí cách phân loại các nhóm dự án vướng mắc để có kiến nghị đề xuất phù hợp về nội dung và nơi nhận theo đúng thẩm quyền giải quyết, từ đó phối hợp thông tin phản ánh các nội dung liên quan đúng với thực tế. Ông Bùi Xuân Cường lưu ý, đối với các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan có thẩm quyền thuộc trung ương chỉ đạo giải quyết, giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho HORIA, các doanh nghiệp bất động sản biết thông tin để phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong quá trình kiến nghị, thụ lý, giải quyết hồ sơ dự án. Đối với nhóm các dự án có vướng mắc không thuộc danh sách 156 dự án theo kiến nghị của HORIA đã được sở ngành giải quyết thì các đơn vị phải chủ động rà soát, lập báo cáo danh mục, thông tin gửi đến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh định kỳ hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HORIA cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp gặp và lắng nghe một số doanh nghiệp trình bày khó khăn vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn và đến nay đã có một số kết quả bước đầu. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét và cho phép 5 chủ đầu tư và 5 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, khu đô thị mới được huy động vốn với 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai tương đương với 5.432 căn hộ. Việc này sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên vượt qua khó khăn trong lúc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án thuộc diện rà soát pháp lý mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ông Châu nói. Ngoài ra, còn có một dự án khu nhà chung cư tại quận 4 cũng đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến chỉ đạo các sở ngành rà soát giải quyết. Vì vậy, HORIA kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền sớm có kết luận dứt điểm đối với 6 dự án này để thị trường bất động sản có thể đón nhận thêm hơn 5.000 căn hộ, từ đó tăng nguồn cung nhà ở, tạo được dòng tiền cho các doanh nghiệp và tăng tính thanh khoản cho thị trường, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. HORIA đề nghị các sở ngành khẩn trương rà soát trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết các dự án tương tự mà chủ đầu tư cũng đề nghị được huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, từ đó từng bước khai thông thị trường bất động sản, đảm bảo tính công bằng cho các doanh nghiệp. Từ 10 giờ sáng nay, 19 tháng 5,
hai đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Bình Thuận dài 101 km và Nha Trang - Cam Lâm qua tỉnh Khánh Hòa dài 49 km chính thức được đưa vào khai thác vận hành. Theo phương án giao thông mà Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, xe cộ lưu thông trên hai đoạn cao tốc này với tốc độ từ 60 đến 80 km/h. Như vậy, các tài xế sẽ có thêm lựa chọn cung đường di chuyển hợp lý với lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh hướng về Phan Thiết và các tỉnh miền Trung, kết nối các địa điểm du lịch. Với việc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đưa vào khai thác lần đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh ra các tỉnh miền Trung, có 3 đoạn cao tốc Bắc Nam liên thông với nhau dài gần 250 km. Trước đó là đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây và Phan Thiết - Dầu Dây. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn cùng hàng ngàn cán bộ công nhân viên đã nỗ lực cao nhất với quyết tâm đưa hai đoạn cao tốc này vào khai thác đúng dịp 19 tháng 5. Trong đó, đoạn Nha Trang - Cam Lâm vượt tiến độ 3 tháng. Đối với đoạn này, do các dự án cao tốc kế tiếp là Vân Phong - Nha Trang và Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa thông xe, nên tài xế muốn đi vào phải qua các quốc lộ trước. Cụ thể, khi tài xế di chuyển theo hướng Bắc Nam sẽ bắt đầu từ quốc lộ 1 vào quốc lộ 27C, sau đó nhập vào cao tốc tại nút giao đầu tuyến ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, km 5 783. Tài xế chạy trên tuyến chính đến nút giao Cam Ranh, km 52 cộng 892 để kết nối lại với quốc lộ 1 thông qua quốc lộ 27B. Trước mắt, tài xế chỉ lên xuống cao tốc này tại hai nút giao đầu tuyến và cuối tuyến. Nhà đầu tư chưa thu phí theo hợp đồng BOT với đoạn cao tốc này. Với đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tài xế bắt đầu từ quốc lộ 1 chạy vào đường dẫn ở xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong để nhập vô tuyến chính. Xe cộ sẽ chạy được hết đến nút giao cuối tuyến kết nối với đoạn Phan Thiết - Dầu Dây ở huyện Hàm Thuận Nam. Với việc đoạn Phan Thiết - Dầu Dây đưa vào khai thác trước đó ngày 29 tháng 4, tài xế có thêm lựa chọn cung đường hợp lý nhất khi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vĩnh Hảo hoặc ra các tỉnh miền Trung. Cụ thể, điểm nghẽn giao thông lớn nhất trước đây là đoạn quốc lộ 1 từ Đồng Nai ra đến Phan Thiết - Bình Thuận cơ bản được giải quyết. Phần lớn tài xế đều lựa chọn cao tốc này đến Phan Thiết bởi thời gian giảm xuống một nửa. Sau khi đến Phan Thiết, nếu ra Vĩnh Hảo hoặc các tỉnh miền Trung mà không phải cần quá gian quốc lộ 1, tài xế có thể đi tiếp trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Ba Bào. Với vận tốc thiết kế như trên, cùng đặc thù của cao tốc là tránh giao cắt với khu dân cư, đường thẳng, hạn chế dừng đậu, tài xế tiết kiệm được khoảng 30 phút so với trên quốc lộ 1 song song qua dự án này. Nếu có nhiều thời gian, nhất là xe gia đình, tài xế có thêm lựa chọn, đó là từ nút giao Ba Bầu di chuyển ra quốc lộ 1 hoặc từ Phan Thiết đi theo cung đường ven biển. Quốc lộ 1 song song đoạn này cũng rộng rãi, có giải phân cách giữa, nhiều làn đường hơn. Các tuyến đường ven biển của tỉnh Bình Thuận đẹp mê mẩn như Võ Nguyên Giáp, Hòa Thắng - Hòa Phú, Bình Thuận - Chí Công. Do đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đang thi công, dự kiến cuối năm hoàn thành nên chưa kết nối liền mạch từ các đoạn phía Nam đến Nha Trang - Cam Lâm. Với đoạn này, tài xế bắt buộc di chuyển ra quốc lộ 1 hoặc đường ven biển, trong đó phần lớn là ở địa phận tỉnh Ninh Thuận. Do các đoạn cao tốc mới đưa vào khai thác tạm, nhất là Phan Thiết - Dầu Dây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục như hàng rào, hộ lan tôm lượng sống, nút giao, đường gom dân sinh, mái ta luy vẫn tiếp tục thi công nên tài xế phải chú ý quan sát. Ngoài ra, hai đoạn cao tốc này dài khoảng 200 km nhưng vẫn chưa có trạm dừng nghỉ nên tài xế lưu ý phải đảm bảo nguồn xăng dầu cho xe, chuẩn bị đồ ăn thức uống, vệ sinh cá nhân trước khi di chuyển vào hai đoạn cao tốc này. Giá thuê văn phòng hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh hiện còn cao hơn cả Berlin Đức và Thượng Hải Trung Quốc với 1.000 đô mỗi tháng. Doanh nghiệp chỉ có thể thuê được 19,9 m². Theo Knight Frank, thành phố Hồ Chí Minh hiện có giá thuê phòng hạng A cao thứ 6 tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (APAC) và đứng thứ 12 trên thế giới. Kết quả này dựa trên đo lường chỉ số KFVN 1000 biểu thị diện tích văn phòng hạng A mà doanh nghiệp có thể thuê được mỗi tháng với 1.000 đô la Mỹ tại 21 thành phố trên khắp thế giới. Tại thành phố Hồ Chí Minh, với 1.000 đô một tháng, khách thuê sẽ được sử dụng 19,9 m² diện tích văn phòng cao cấp. Ở bình diện toàn cầu, thành phố của Việt Nam có giá thuê văn phòng cao hơn cả Berlin Đức, Đài Bắc Đài Loan và Bangkok Thái Lan. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến chuyển biến lớn trong nguồn cung văn phòng hạng A gia nhập thị trường từ nay đến hết năm. Chúng tôi dự báo giá thuê sẽ giảm 10 đến 20% trong vòng 2 năm tới do thị trường chuyển mình theo hướng ưu ái cho khách thuê. Ông Lê Ô Nguyễn, giám đốc bộ phận chiến lược và giải pháp cho khách thuê của Knight Frank Việt Nam chia sẻ. Trong khi đó, Hà Nội vốn có giá thuê văn phòng rẻ thứ tư trong bảng xếp hạng năm 2022, nhưng nay đã rơi xuống vị trí thứ 5. Dù vậy, với 1.000 đô la Mỹ, khách hàng vẫn có thể thuê được 37,6 m² văn phòng cao cấp tại thủ đô, tăng 3,8% so với năm ngoái.
Nguyên nhân khiến Hà Nội tụt hạng đến từ việc thành phố Manila, Philippines có giá thuê tăng thêm 10% trong năm nay. Theo bảng xếp hạng, Hồng Kông Trung Quốc có giá thuê văn phòng đắt đỏ nhất khu vực ABAC. Các công ty tại thành phố này mỗi tháng chỉ thuê được 7m2 với $1,000. Ở bình diện toàn cầu, khu West End ở London, Anh đã xoán ngôi đầu bảng từ Tây Hồng Kông và trở thành nơi có giá thuê văn phòng đắt đỏ nhất thế giới. Với $1,000, khách thuê chỉ sở hữu được vỏn vẹn 6,6m2. Mặt khác, Kuala Lumpur, Malaysia vẫn là thành phố có giá thuê văn phòng cao cấp rẻ nhất thế giới. Doanh nghiệp sẽ thuê được 72,2m2 với $1,000, cao hơn 36% so với thành phố rẻ thứ hai là Jakarta, Indonesia. Một thành phố có biến động lớn trong giá thuê là Thượng Hải, Trung Quốc. Việc quốc gia tỷ dân mở cửa lại nền kinh tế kèm theo nguồn cung dư thừa đã khiến $1,000 có giá trị hơn rất nhiều. Vào năm 2022, khách chỉ thuê được 17m2 mặt bằng văn phòng với số tiền này. Tuy nhiên, sang năm nay, con số này đã lên tới 26,6m2, tăng 58%. Cổng thông tin Bộ Xây dựng cho biết, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ rộng 2.870 ha với 5 phân khu được khái toán tổng kinh phí hơn 76.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc. Thông tin nêu trong báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị du lịch biển Cần Giờ vừa được địa phương hoàn thiện để tổ chức thẩm định. Nơi xây dựng khu đô thị này ở xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh đã được duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/5000 cách đây 5 năm. Do có nhiều thay đổi so với trước nên đồ án được nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp thực tế. Song song công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thành phố đang thực hiện, điều chỉnh cục bộ đồ án khu đô thị Cần Giờ khi được duyệt sẽ là cơ sở lập quy hoạch chi tiết và chuẩn bị công tác đầu tư xây dựng. Theo đó, đồ án vẫn giữ nguyên 5 phân khu chức năng A, B, C, D, E, dân số hơn 228.000 người như trước, song điều chỉnh một số nội dung liên quan mặt nước, bãi cát, bãi tắm công cộng, quỹ đất du lịch, nghỉ dưỡng thuộc các khu A, B, C và D cũng sẽ điều chỉnh giảm để phù hợp nhu cầu du lịch và tăng tiện ích công cộng. Sân góp ở khu A sẽ tăng diện tích từ khoảng 146 ha lên 155 ha để có thêm đất bố trí công trình tiện ích kèm theo. Đối với giao thông và hạ tầng kỹ thuật liên quan, đồ án điều chỉnh lại hệ thống bãi đỗ xe tập trung về khu vực cửa ngõ, dùng công nghệ hiện đại, một số đoạn đường được nắn chỉnh để thuận tiện kết nối các khu vực. Mạng lưới giao thông đường bộ trong khu đô thị cũng được tính toán lại để tổ chức không gian cảnh quan mới. Ngoài ra, đồ án cũng xem xét chuyển đổi một số khu chức năng đất để bảo vệ và tăng giá trị sử dụng. Việc này nhằm phù hợp thực tế, nhu cầu phát triển của địa phương cũng như các định hướng mới. Trong tổng mức đầu tư, đồ án khái toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật hơn 32.500 tỷ đồng và khoảng 43.700 tỷ để xây dựng kiến trúc trong khu đô thị. Giai đoạn 1, dự án thực hiện san lấp mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo các khung giao thông chính, mảng xanh, mặt nước cảnh quan cùng sân góp, dịch vụ, khu nhà ở tại các vị trí cửa ngõ. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kết nối toàn khu, các trung tâm thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, các khu nhà ở cùng dự án khu du lịch, dịch vụ cũng sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn này và đưa vào vận hành. Theo định hướng điều chỉnh, phân khu A sẽ tăng diện tích từ khoảng 771 ha lên gần 954 ha với chức năng chính là khu vui chơi, giải trí, công viên chuyên đề, sân golf, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thương mại dịch vụ. Phân khu B rộng khoảng 659 ha được quy hoạch với không gian trọng tâm là tổ hợp công trình văn hóa thể thao, sân vận động ở những nút giao lớn. Khu vực cửa ngõ vào khu đô thị sẽ bố trí công trình công cộng như bãi đỗ xe, bệnh viện, trường học cùng các văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn. Khu C và D tổng diện tích hơn 798 ha, bố trí sân thể thao kết hợp cảnh quan, quảng trường và công trình hỗn hợp, trung tâm thương mại, trường học, nhà ở thấp tầng ở khu vực này chia thành các đảo, bán đảo, kết hợp hệ thống mặt nước len lỏi xung quanh. Khu E có quy mô khoảng 457 ha, chức năng chính là không gian mở, biển nhân tạo, kênh dẫn. Nơi này sẽ hình thành không gian mặt nước lớn cùng xây dựng công viên, bãi tắm. Trước đó, tháng 6, 2020, Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, có tổng diện tích gần 3.000 ha với tổng mức đầu tư 217.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 32.500 tỷ đồng, còn lại là vốn vay thương mại. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm đến năm 2070 với phần mở rộng quy mô đến 2057, với phần diện tích lấn biển 600 hectare đã giao cho nhà đầu tư từ năm 2007. Chính phủ yêu cầu quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuân thủ chặt chẽ khung pháp lý của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO về dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.
không ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái và làm hẹp nguồn nước biển cung cấp cho rừng ngập mặn. Cần Giờ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km là huyện duy nhất của thành phố giáp biển với 23 km bờ biển. Địa phương có tổng diện tích hơn 71.300 ha, trong đó trên 70% là rừng ngập mặn và sông rạch. Nơi đây có nhiều làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc, thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch văn hóa tín ngưỡng. Định hướng của thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của Cần Giờ, xây dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế tại đây. Thành phố mong Cần Giờ có thể góp phần tạo sự tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ được những lợi thế về tự nhiên và văn hóa ở đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.